Sau đây là nguyên văn bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần vào sáng thứ Tư ngày 31 tháng 5 năm 2017 tại quảng trường Thánh Phaero. Anh chị em thân mến, trong lễ trọng Chúa Thánh Thần hiện xuống gần kề chúng ta không thể không nói đến tương quan giữa niềm hy vọng Kitô và Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần là gió đẩy chúng ta tiến tới, duy trì chúng ta bước đi, làm cho chúng ta cảm thấy mình là khách hành hương và người kiều cư, và không cho phép chúng ta chậm bước và trở thành một dân tộc định cư. Thư gửi tín hữu Do Thái so sánh niềm hy vọng với một mỏ neo, và chúng ta có thể thêm vào hình ảnh này là hình ảnh của cánh buồm. Nếu mỏ neo là cái khiến cho con thuyền có an ninh và giữ nó neo lại ở giữa sóng biển, thì cánh buồm lại là cái làm cho thuyền lướt trên nước. Niềm hy vọng thật sự giống như một cánh buồm. Nó thu thập gió của thần khí và biến nó thành sức mạnh đẩy con thuyền ra khơi hay cập bến, tùy theo các trường hợp. Tông đồ Phaolô kết luận thư gửi tín hữu Roma với lời cầu chúc sau đây. Xin anh chị em hãy nghe rõ, hãy nghe lời cầu chúc tốt đẹp biết bao này. Xin Thiên Chúa là nguồn hy vọng ban cho anh em được trang chứa niềm vui và bình an nhờ đức tin, để nhờ quyền năng của Thánh Thần anh em được tràn trề hy vọng. Chúng ta hãy suy tư một chút về lời nói rất hay đẹp này. Kiểu nói Thiên Chúa của niềm hy vọng không chỉ muốn nói rằng Thiên Chúa là đối tượng hy vọng của chúng ta, nghĩa là đấng chúng ta hy vọng một ngày kia đạt tới trong cuộc sống vĩnh cửu. Nó cũng muốn nói rằng Thiên Chúa là đấng khiến cho chúng ta hy vọng ngay bây giờ, và còn hơn thế nữa, làm cho chúng ta tươi vui trong hy vọng. Tươi vui hy vọng giờ đây, và không phải chỉ hy vọng được vui mừng. Đó là niềm vui hy vọng, và không có hy vọng, không có niềm vui. Ngày nay có một câu nói bình dân rằng, còn sống là còn hy vọng. Và điều trái lại cũng đúng, còn hy vọng là còn sống. Con người cần hy vọng để sống, và cần Chúa Thánh Thần để hy vọng. Thánh Phaolô, như chúng ta đã nghe, gán cho Chúa Thánh Thần khả năng làm cho chúng ta được tràn đầy hy vọng. Tràn đầy hy vọng có nghĩa là không bao giờ chán nản ngã lòng, có nghĩa là hy vọng chống lại mọi hy vọng, nghĩa là hy vọng cả khi không còn lý do để hy vọng. Như đối với tổ phụ Abraham, khi Thiên Chúa xin tổ phụ xác tế con một là Isaac cho ngài, và còn hơn thế nữa, như Đức Trinh Nữ Maria đứng dưới chân thập giá của Chúa Giêsu. Chúa Thánh Thần khiến cho niềm hy vọng vô địch ấy có thể được bằng cách ban cho chúng ta chứng tá nội tâm rằng chúng ta là con cái của Thiên Chúa và là các người thừa tự của Ngài. Làm sao đấng đã ban con một Ngài cho chúng ta lại không ban cho chúng ta mọi sự khác cùng với con Ngài được? Niềm hy vọng, hỡi anh em, không gây thất vọng. Niềm hy vọng không gây thất vọng bởi vì tình yêu của Thiên Chúa đã được đổ tràn đầy vào trong con tim chúng ta nhờ Thánh Thần mà Người đã ban cho chúng ta. Vì thế, nó không bao giờ gây thất vọng, bởi vì Chúa Thánh Thần từ bên trong thúc đẩy chúng ta tiến tới, luôn luôn tiến tới. Và vì vậy, niềm hy vọng này không gây thất vọng. Còn hơn thế nữa, Chúa Thánh Thần không chỉ khiến cho chúng ta có khả năng hy vọng, mà cũng trở thành những người gieo vải hy vọng và là những người an ủi và bênh vực các anh em khác như Ngài và nhờ Ngài. Những người gieo vải hy vọng, một Kitô hữu có thể gieo vải các cay đắng, có thể gieo vải sự nghi ngờ, và người đó không phải là Kitô hữu. Và bạn, nếu bạn làm điều ấy thì bạn không phải là một tín hữu Kitô tốt. Hãy gieo vải hy vọng, hãy gieo vải dầu hy vọng, hãy gieo vải hương thơm hy vọng, chứ không phải giấm chua, cay đắng và thất vọng. Chương Phúc Hồng Y Newman trong một diễn văn đã nói với các tín hữu như sau: được chính sự khổ đau của chúng ta dạy dỗ, còn hơn thế nữa, được chính các tội lỗi của chúng ta dạy dỗ, chúng ta sẽ có tâm trí được tập luyện cho mọi công việc của tình yêu thương đối với những người cần nó.
chúng ta sẽ là những người an ủi và là hình ảnh của Đấng Ủi An, nghĩa là Chúa Thánh Thần, tùy theo khả năng của chúng ta và trong mọi nghĩa bao gồm từ này: trạng sư, trợ tá, người đem lại ủi an. Các lời nói và các lời khuyên của chúng ta, kiểu hành động, tiếng nói, cái nhìn của chúng ta sẽ dễ thương và thoa dịu. Và đặc biệt những người nghèo, người bị loại trừ, người không được yêu thương, cần có ai đó là người an ủi và bênh vực họ. Như Chúa Thánh Thần là Đấng an ủi và bảo vệ cho từng người trong chúng ta hiện diện ở quảng trường này, chúng ta cũng phải làm như thế đối với những người cần được giúp đỡ nhất, những người bị loại bỏ và khổ đau nhất, là những người bênh vực và an ủi. Chúa Thánh Thần dưỡng nuôi niềm hy vọng không chỉ trong trái tim con người mà còn trong toàn thụ tạo nữa. Tông đồ Phaolô cũng nói, điều này xem ra hơi lạ nhưng đúng thật. Thánh Tông đồ nói rằng, thụ tạo nóng lòng hướng tới sự giải thoát và rên xiết như nỗi đau đớn sinh con. Năng lực có khả năng di chuyển thế giới không chỉ là một sức mạnh vô danh và mù quáng, mà là hoạt động của thần khí Thiên Chúa, là Đấng bay là trên mặt nước lúc khởi đầu việc tạo dựng. Cả điều này nữa cũng thúc đẩy chúng ta tôn trọng thụ tạo. Không thể làm bẩn một tác phẩm mà không xúc phạm tới người nghệ sĩ đã tạo ra nó. Anh chị em thân mến, ước gì lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống sắp tới là lễ sinh nhật của giáo hội. Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống sắp tới tìm thấy chúng ta hòa hợp trong lời cầu nguyện với mẹ Maria, mẹ Chúa Giêsu và là mẹ chúng ta. Và xin ơn của Chúa Thánh Thần làm cho chúng ta được tràn đầy hy vọng. Tôi còn nói hơn nữa, ước gì nó làm cho chúng ta phung phí niềm hy vọng với tất cả những người cần được trợ giúp nhất, những người bị loại bỏ và cần đến chúng ta nhất. Quelli che hanno necessità. Grazie.